trong mục mỗi ngày một con số hôm nay chúng tôi muốn đề cập đến con số 5,5 tỷ đô la Mỹ. Đây là giá trị của 50 thương hiệu lớn nhất Việt Nam. Theo bảng xếp hạng 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2015 vừa được hãng tư vấn định giá thương hiệu quốc tế Brand Finance công bố. Theo bảng xếp hạng của Brand Finance thì công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk có giá trị thương hiệu lớn nhất Việt Nam với khoảng 1,13 tỷ đô la. Các vị trí tiếp theo trên bảng xếp hạng thuộc về Viettel, Vinhomes, Mobifone và Petro Việt Nam FPT. Cũng theo Brand Finance, thì tổng giá trị thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam khoảng 67,3 tỷ đô la. Tuy nhiên, con số này chỉ bằng một nửa giá trị thương hiệu của Apple. Giá trị của 50 thương hiệu lớn nhất của Việt Nam khoảng 5,5 tỷ đô la, nhưng chỉ bằng 1 phần 2 giá trị thương hiệu của một công ty lớn của Singapore. Việt Nam chưa có thương hiệu nào, nào vào top 500 thương hiệu mạnh nhất thế giới. Danh sách 50 thương hiệu có giá trị lớn nhất Việt Nam được Brand Finance xác định dựa trên các tiêu chí như khả năng làm tăng thêm giá trị sản phẩm của một thương hiệu, mức độ ảnh hưởng của thương hiệu đối với quyết định mua của khách hàng, chi phí để xây dựng thương hiệu thành công, giá trị mua bán trên thị trường chứng khoán và khả năng tạo ra lợi nhuận của thương hiệu.